tập trung để đến với trận chung kết Seng. Có Seng. Vâng, Seng mở mắt ra đã có thấy 4 cây gỗ gần rồi, quả đầu thấy luôn. Vâng, nhưng mà quả đầu hơi xấu một chút, nhưng đối với Seng này nó không quan trọng, không đáng ngại. Vâng, nó không đáng ngại. Chúng ta cũng đợi xem quân bên đội bạn là cái gì đây. Vâng, gỗ là rất gần dành cho Hoàng Mai Nhi rồi. Coi như là một cánh rừng thu nhỏ tại nhà chính của game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là bên đội bạn cũng có Seng. Chà chà, bên đội bạn có Egypt, có Seng, có Minwan và có Baby. Trong khi đó chúng ta có Marper và Yamato là ba nhà chém còn lại. Một mình Hoàng Mai Nhi là người cầm cung thôi. Chúng ta còn Mark, còn Per và còn Yamato nữa. Thế chém của chúng ta là khá khỏe. Nếu mà bên kia Văn Hưởng không chém thì là một bài tươi. Nhưng tôi nghĩ rằng với chất quân kia, Văn Hưởng sẽ là người đánh chém. Đây rồi, quân đã có dành cho anh em. Quân mình là đẹp hơn đấy. Và cái thế trận như thế này thì chúng ta lại có con thêm con Mark C nữa. Một loại quân, vâng, một loại quân mà sẽ làm cho đội bạn cực kỳ khó chịu. Cực kỳ khó chịu với con Mark C này. Đây là game thủ cam quất người cầm Persia. Không, dường như là Per bài tàu thật rồi. Đúng rồi, đây là quả đầu. Vâng, Per bài tàu đến từ game thủ cam quýt. Gỗ đầu cũng là rất gần. Này, ở đây. Ây, cha cha. Đôi voi. Đôi voi, đôi voi, đôi voi. Bây giờ mà có thêm đôi voi nữa ở cái khu vực mà con ngựa gió, con xe gió đây mà tìm thấy thì mắc bêu, mắc ba lè luôn. Hy vọng có thêm voi ở đây. Rồi, một cháu đã nằm xuống. Một cháu đã nằm xuống nào, cho xin một con voi nữa thôi. Đôi voi thế nào. Bài này là bài có thể khung được dành cho game thủ cam quýt. Ở đây như vậy có quả, tôi cũng được. Quả hay là cái gì cũng là ok ở cái thời điểm này. Một bài Persian được coi là khỏe. Một bài Persian được coi là khỏe. Bè dành cho game thủ cam quýt thôi. Bè. Bè và có lẽ rằng đánh 22 dân. Những bài này khả năng cam quýt sẽ dự đánh 22 dân. Chúng ta cũng chờ đợi xem. Đây là chung kết rồi. Thế nên là các game thủ chúng ta đang hết sức tập trung. Như vậy là 21 dân, 6-20. Một bài sẽ lại làm chúng ta. Này không biết có phải giảm hay không, nhưng tôi đang muốn rằng ít nhất phải trận này quýt hóa cho sói đã. Rất quan trọng. Bài này thì không sợ thiếu gỗ khi mà đánh tàu. Còn cần thiết thì ăn hết con voi này, quýt sẽ đưa nông dân ra chặt những cây gỗ ở ngay gần nhà chính thôi. Chả vấn đề gì cả. Cái bài Persian nó gỗ là rất đẹp. Đang là rất tròn và rất chuẩn chỉ đến từ vùng cam quýt. Hình như trong góc 6 giờ không có ai. Ôi thôi thôi thôi, tầm này thì là thôi. Và sớm hơn cách đây tầm khoảng 3-4 phút thì còn có thể đi câu này. Thế bây giờ thì thôi. Lên BL và đây là BM. Gỗ và thực rồi lên là cực kỳ đều. Ok, anh em mà thua thì cứ bình luận viên và chửi không sao cả. Em chấp nhận hết. Em sẽ chấp nhận hết. 8-4-10. Ngày hôm nay chúng ta có 8-4-8, 8-4-6 và bây giờ là 8-4-10. Đều là những bài kích tăng. Và ba trận thì kích tám đấy thì có mỗi một trận mà chúng ta quân đi thẳng thì không thể thắng tôi. Và chưa thấy nhà của đội bạn đâu cả. Đừng nói với tôi là bơ kích sớm mà lại xa nhà đội bạn thì đúng là đen. Chắc là phải có một nhà nào gần đây chứ nhỉ. Làm gì có cái chuyện mà xa thế. Đôi khi là có con xe giò đấy cũng không tin tưởng nổi đâu. Đây, màu 7. Vâng, màu 7, U98. Vâng, U98.
22 dân, thêm BL nữa và sẵn sàng chốt nhà BE lại. Bây giờ đang cũng đang đóng nhà điều kiện dành cho game thủ 98, như vậy là một bài cũng không phải quá muộn. Vâng, báo về màu 5 và màu 8 thì các bạn vẫn chưa lên đời. Vâng. Chưa thấy dân cũng đây. Cháu nó đây rồi. Có lẽ rằng game thủ Cam Quyết sẽ ăn hết chỗ nông dân này của game thủ Cam 7 và sẽ đi vào trong cánh chẳng. Vâng, 24/24, mid E Quyết thôi. Chốt luôn BE vào và cần thiết thì lát nữa chúng ta sẽ đưa dân ra để có thể ăn thêm bấy nhiêu cũng như là cái đôi voi này. Nhà là khá xa. Vì vậy là chúng ta lạc đà tới thì game thủ Cam 7 thì khả năng họ cũng vẫn giật dân vào được và họ phải E. Cày thật, lên sớm nhưng mà lại gặp ngay cái bài đôi bạn lại xa quá. Vâng, xa quá, khả năng sẽ có hai con lạc đà được đi vào trong luôn dành cho game thủ Cam Quýt. Tiếp tục là thấy bãi quả và sẽ là gặp ai đây? Và màu 5 trong cánh luôn. Vâng, như vậy là vâng, game thủ Ronan Tẽo đang có mặt ở đây. Đây là game thủ Tẽo, để chúng ta nhìn màn hình rõ hơn. Đây rồi, lên. Vậy, đỏ, đỏ, rồi, đây rồi, vào thôi anh em ơi. Vào. Vâng, không nói nhiều, vào thôi. Chim sẻ vẫn đang vẻ, thằng cha này nó vẻ, chim sẻ vẻ nhanh thế à rồi. Vâng, nhưng mà vẻ như thế này thì chim sẻ cũng sẽ rất yếu thôi. Vâng, cũng sẽ rất yếu thôi. Bây giờ sẽ đi tìm dân của sẻ nào. Vâng, chim sẻ đâu rồi? Đây. Chưa thể vào hốc hết này được. Dân đây, đây. Vâng, bò làm sao cho hết được cái nhà này. Vâng, bò làm sao hết được, có phải không để cho nó khỏi chạy không? Thằng này nó khó chịu thật, nó cứ chạy. Tôi thằng này đen đi cho tao đỡ phải chém, đỡ mất thời gian. Vâng, họ chưa có bánh xe đâu, chắc chắn là như vậy. Vâng, ăn hết dân đi, như vậy là có bánh xe rồi. Vâng, chim sẻ cũng đang giữ được dân là khá tốt. Ở nhà mình thì game thủ cầm 7 đang có một ngựa chém và một con lạc đà và một con ngựa giò. Thẳng quá chứ. Vâng, chim sẻ lắm gỗ để bò thất đấy. Ui, mày còn đang bò cả lạc đá của game thủ Cam Quýt nữa. Đây rồi. Như vậy là Cam Quýt đã vào đến nhà thứ 3. Vâng, đã vào đến nhà thứ 3. Xeng của game thủ cầm màu 6 Văn Hưởng. Và bây giờ có cung R của game thủ xi măng đây nữa. Tham nào Quýt vẫn đang giữ 31. Quýt cho thêm nông dân ăn vàng nhá. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi, tham nào 48/72. Bây giờ chúng ta đang muốn lao vào thẳng khu vực ở góc 3 rồi. Nhà chim sẻ như vậy là rất yếu rồi. Vâng, đây là Tẽo báo về là cũng tràn được rất nhiều dân của game thủ. Ui giời ơi, vâng, chim sẻ này thì xây à với chúng tôi à. Xin dân kia. Nó đang cố gắng, nó đang cố gắng kia. Vâng, như vậy là Cam Quýt và game thủ Hoàng Nhi đang muốn lao vào nhà của game thủ cầm màu 8. Mạnh Hào là người cầm Babylon. Rồi, bắn đi. Bắn gần hết của sẻ đi. Chạy đi sẻ ơi. Rồi chạy đi sẻ ơi. Rồi tốt rồi. Vâng, người ta gọi là cụt đường. Vâng, cụt đường dành cho sẻ. Đây là game thủ Hoàng Minh tham 258/92. 33 là Yamato của game thủ xi măng. Đây là Tẽo. Vâng, Tẽo như vậy là Tẽo đã dọn hết nhà của game thủ chim sẻ rồi. Và bây giờ thì đuổi theo những con nông dân. Úi giời ơi. Vâng, như vậy là chết sạch dân dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Màu 6 đang khỏe. Không, tôi nghĩ là màu 6 làm gì khỏe nhỉ Văn. Màu 7, bây giờ còn màu 7. Vâng, bây giờ còn màu 7 rồi, màu 6 thì chết rồi đấy. Màu 6 thì là yếu hẳn rồi. Bây giờ thì Tẽo sẽ thả lạc đà vào khu vực. Chính xác là thả những con y của mình vào khu vực góc 6 rồi. Đội bạn là game thủ cầm màu 7, U98 là người cầm Minoa. Màu 3, xin lỗi cho góc 3 giờ thấy thông tin nhận về là đội bạn đánh. Vâng, đánh cung A. Mạnh Hào là người cầm Babylon mà đánh cung A. Như vậy bài này là bài Hoàng Minh sẽ phải lên 4 trước. Vâng, sẽ phải lên 4 trước. Không đẩy được, chúng ta không đẩy được. Và chúng ta quyết định đưa về cái thế mà giết chết 3 nhà còn lại. Giết chết 3 nhà còn lại của đội bạn. Bây giờ lấy thang của nhà màu 7. Và bây giờ lấy thang của nhà màu 7.
Đây là Teo, Teo đang có mặt ở đây rồi. Teo thả vào đâm nổ nhà BL nhá. Dân thì Hoàng Mai Nhi sẽ đuổi cho. Vâng, Hoàng Mai Nhi sẽ đuổi cho. Hoàng Mai Nhi sẽ đuổi dân. Vâng, đây là game thủ Cam Quýt. Vâng, Quýt Cam 18, đây là Măng. Măng Cam 42. Sẽ bơm cho, tôi nghĩ sẽ bơm cho Yamato lên 4. Sẽ bơm cho Yamato lên 4. Chị Măng chắc nhà mà, tham like 50 mà. Và bây giờ tiếp tục đi quản các nhà còn lại của đội bạn và bơm cho xi măng lên 4, thế là mọi thứ là ok. Và như vậy là đúng là đánh cung A đến từ game thủ màu 8. Rồi luôn đi. Quýt có vừa có mấy, Quýt có vàng này. Quýt vừa kia chém 4 rồi. Vâng, đâm nổ hết lò của game thủ cầm màu màu 7 đi. Các bạn, bao nhiêu dân rồi, tham lai chúng ta hơi đi xuống một chút thôi. Bơm đi, con chim sẻ hồi lại được. Có lẽ thằng sẻ đã vào trong nhà của cái đủ cầm màu. Vâng, cầm màu 8 rồi. Đây là Văn Hưởng. Và đây là những con nông dân của Văn Hưởng. Chết sạch sẽ luôn dành cho Văn Hưởng trong tơn vừa rồi. Vâng, chém 4 rồi thì phải, chém rất đau. Chém là cực kỳ đau. Vâng, đây là game thủ Hoàng Mai Nhi, tham lai là 102, anh em Zodo đi. Zodo đi, trăm thực trăm vàng nào. Như vậy là màu 7 định lách vào nhà của Quýt, vào nhà của Téo để hồi, nhưng không được. Vâng, không được. Bơm gỗ luôn cho Măng nhá. Kích 4 rồi. Bơm gỗ cho Măng để Măng có thể lên chặt Quai, cũng như là bản đồ, cũng như là cái bê. Đây là cái thủ Hoàng Mai Nhi. Trời ạ, trời ơi. Gỗ là mình nhiều, nhà mình có gỗ. Nhà mình là đại gia gỗ. Vâng, phải 1 tỷ cái nhà bè để vào bắt trọn vẹn tân quân này. Trời ơi. Vâng, như vậy là màu 6 cần xem Văn Hưởng và không còn một con quân nào ở trên cái bản đồ này để có thể thi đấu. Kinh khủng tởm với pha vẻ vừa rồi của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nó phải nói rằng là đi vào lòng người, vô cùng chất lượng và đi vào lòng người. Cái đội bạn thì khả năng Babylon sẽ lên 4 và đánh ca. Khả năng lên 4 và đội bạn sẽ đánh ca. Còn đây là vâng Si Văn Măng. Đó, Si Măng. Vâng. Si Măng ơi, anh đóng A dần thôi. Vâng, đóng A dần thôi. Đóng A dần thôi. Thời điểm này đóng A là đẹp rồi. Thời điểm này Si Măng đóng A là đẹp lắm rồi. Một pha về em phải nói là đi vào lòng người đến từ game của Hoàng Mai Nhi. Cay lắm rồi đấy. Vâng, cay lắm rồi đấy. Cày lắm đấy, phà đấy là phà cày đấy, cày cú đấy. Ui dồi ôi, hôm nay ông còn phù thủy nữa, tôi cạn lời đấy. Vâng, cạn lời đấy. Nào, lừa, bắt cạn. Mọi thứ nó cứ từ từ. Ai có đồ thì cứ dồn hết sang đây nhá. Hoàng Mai Nhi sẽ là người dồn đồ liên tục đấy. Ui, đây Hoàng Mai Nhi cũng là người kịch bồ. Vâng, như vậy là vừa bơm đồ vừa kịch bồ. Hoàng Mai Nhi sẽ là người đánh đạp đôi. Để xem bên kia các ông ấy làm cái trò gì. Ui, chim sẻ này nó sửa e này. Té. Dọa đôi bạn thế là đủ rồi. Cầm được một cái BC của chim sẻ được rồi. Không hiểu đôi bạn này lấy cái gì đánh đấy nhỉ. Trận này Teo đang đánh tốt đấy. Măng tham lai là 71/76, đóng thêm e nhá. Hoàng Mai Nhi bơm cho 500 thực và 500 gỗ nữa. Đấy, thoải mái vẽ ruộng đi. Vâng, mít e nữa nhá. Vào vẽ ruộng và vẽ thêm e, đi ăn thêm vàng. Cứ công nghệ đầy đủ lên, chúng ta cứ chậm rãi, bình tĩnh một chút. Không có gì phải vội cả. Bây giờ cứ tụ hot dần và chúng sẽ chờ đồ để có thể lên. Vâng, để có thể lên được hot thần. Hoàng Mai Nhi cũng đã là người kích 4 để đánh đạp đôi của người cầm sen rồi. Rất khỏe. Thế bây giờ quản vàng xung quanh nhà của game thủ cầm màu 8 đi. Là ok, trận này Teo đang đánh tốt. Phút thứ 30 rồi và thăm lai cũng đang tròn con số 30. Đấy là game thủ xi măng. Cẩn thận xem đội bạn có những bài mà đi công ca hay không. Đội bạn có cần, tôi nghĩ là đội bạn bây giờ có công ca, chúng ta không sợ khi mà có đạp đôi của Hoàng Mai Nhi lên gần xong rồi. Hoàng Mai Nhi cũng đã lên 4 rồi. Vâng, bây giờ là có 1k1 khán giả vào theo dõi rồi. Rất mong em chúng ta ai vừa vào chúng ta nút like và chia sẻ để ủng hộ cho các game thủ Hà Nam anh em nhá. Đây là game thủ Cam Quýt. B
Bên đội bạn bây giờ cũng sẽ là bơm đồ chân lực cho game thủ chim sẻ đi nắng. Và chim sẻ đi nắng đang sắp một mạch dân để chờ đợi. Vâng, để chờ đợi để có thể lên đánh đạp đôi của Egypt. Vâng, để chờ đợi đánh đạp đôi của Egypt. Và Mai Nhi đã lên xong rồi. Đã lên xong đạp đôi rồi. Ở đây là xi măng tham ai 91-96. Đi quản vàng. Cứ đi quản vàng và chiếm vàng dần dần. Đợi đồng đội khỏe. Bơm đồ cho một tơn kích thẳng hot thần là xong. Vâng, đây là tơn mà game thủ Cam Quýt đang xin lỗi, game thủ xi măng đang đi chiếm vàng. Bây giờ chỉ có mỗi chim sẻ thôi. Vâng, bây giờ chỉ nói thẳng luôn là chỉ có mỗi chim sẻ hồi một mạch dân ở trong nhà của màu 8 thôi. Ông Quýt không biết là báo gì đây. À he. Rồi như vậy là màu 7. Không hồi được. Nào rót đồ. Không hồi đâu, không hồi được. Nó có... Mà nó cũng có cái gì đâu mà hồi. Rồi kích hot thần dành cho cái đủ xi măng. Bây giờ hot thần của Yamato và đạp đôi của xe. Không biết đội bạn sẽ lấy gì đó. Cửa thắng của chúng ta đang là cực kỳ cao rồi. Tại Odin cần thiết cũng cứ hồi và đi chiếm vàng. Ui. Không, em còn định giãn ca vào nhà đối phương nữa. Đây là xi măng đúng là chừa giấy bắt đầu vẽ vòi đấy. Chừa giấy là vẽ vòi. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Tham ai 184/200. Anh Bách bơm cho màu màu 2 ít gỗ được không? Cho nó công khai đi, cho nó vui. Cho Tếu công khai tí cho nó vui vậy. Cái này chưa vào được, lượng đạp đôi chúng ta trong đơn này là hơi ít. Vâng, đội bạn đánh bây giờ là đánh chờ chết thôi. Đội bạn bây giờ đánh là chờ chết thôi. Hai, gần như là hai, vòng hai đang vẽ thai. Cũng may bởi vì là bên đội bạn chúng ta đang có mát và có pơ chưa hồi được. Bên đội bạn thì màu 7 và màu 6 cũng không hồi được. Đội bạn, vâng, đội bạn còn xen còn Egypt nữa. Nhưng bây giờ đội bạn chắc chắn là bơm đồ chân lực để cho người cầm Egypt chim sẻ để có thể hồi. Khả năng Hào không đánh được ca đâu. Bây giờ là hot thần rồi. À có ca kìa. Có ca nhưng một con ca là không đủ. Còn thậm chí là không phải hai con ca. Hot thần rồi. 106 máu rồi. Và 106 máu rồi. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang tham gia 216 và đạp thẳng vào đại bản doanh của đội bạn. Và bây giờ chim sẻ cũng đã là người đóng BL. Nhưng thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà chim sẻ có lẽ rằng lên 4 cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vâng, không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Và bây giờ thì xi măng cũng đang lọt vào khu vực ruộng chính của đội bạn. Và cả màu 5, cả màu 8 bị lọt ruộng thì đội bạn lấy gì để có thể đánh? Và đội bạn đã quyết. Và tỷ số là 3-2 ở trong trận đấu thứ 3. Và may quá em vào đúng lúc. May quá. 3-2 và chúng ta sẽ có trận đấu thứ 4. Hy vọng rằng chúng ta có thể chiến thắng nốt trận đấu thứ 4. Và ngày hôm nay em muốn là quất luôn trận đấu thứ 5 để phân chia thắng bại luôn cho nó mát. Và quánh đủ 5C cho nó thắng thua cho nó mát. Phân thua thắng bại luôn. Vâng, 1.200 quý vị khán giả và theo dõi rồi. Rất mong anh em chúng ta hãy tiếp tục like và ủng hộ.